Long Hải Vlog xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay cuộc sống mưu sinh đi bắt cá suối, bắt cá lòng tong. Cho các bạn xem mình đi thả lưới. Sản phẩm đã có cá dính. Sản phẩm đã có cá dính. Những con cá đầu tiên. Cảnh quan rất là đẹp. Các bạn xem những con cá, những cá suối rất ngon. Hy vọng các bạn xem video này, các bạn rất thích và sẽ kiếm thêm cái địa chỉ để cho mình đi quay chia sẻ cùng cái quý bà con anh chị và các bạn đã có cá. Cá này quê gọi là cá lòng tong, đã có rất nhiều cá này dính rồi. Đó. Sản phẩm cá đầu tiên đã chuẩn bị. À, các bạn nhìn chưa, đã có cá. Đấy. Rất nhiều. Cá lòng tong, cá lòng tong, cá bống. Mình sẽ một cái tay lưới này có thể là sẽ được mấy trăm gram. Đó. Tuyệt vời. Bên kia là bạn đồng hành cùng thả lưới cùng. Đó. Phong cảnh rất đẹp. Hy vọng quý anh chị xem video này vui vẻ và chia sẻ cho Long Hải Vlog. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhìn thấy không? Đây là những cái cá nổi trắng lên, các bạn nhìn thấy không? À,
À. Đó. Số lượng rất nhiều các bạn ơi, số lượng cá rất nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Rất tham. Sản phẩm rất nhiều. Cá tiên tĩnh, hy vọng mẻ cá đầu tiên này sẽ đủ. Cá rất nhiều các bạn này, bây giờ nó nổi trắng này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ồ, sản phẩm rất nhiều nha. À. Các bạn thấy nó lưới nó động ghê chưa? Ai đó, tuyệt vời. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Đây là những con cá rất to, các bạn nhìn thấy không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 con. Cá nồng tông hả các bạn?